Chủ nhật này giải Ngoại Anh sẽ trở nên hết sức sôi động với những cặp derby trong đó trận derby thành London giữa Chelsea và West Ham đang nhận được nhiều sự chú ý bởi cả hai lúc này đều đang cạnh tranh trực tiếp ở nhóm dẫn đầu. Cụ thể với 62 điểm sau 31 trận, Chelsea đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, trong khi West Ham đang đứng ở vị trí thứ bảy với 52 điểm sau 33 trận. Với khoảng cách lên tới 15 điểm so với đội dẫn đầu, mục tiêu khả dĩ nhất với The Blues lúc này có lẽ là một vị trí trong top 4 để đảm bảo xuất dự cúp C1 châu Âu khi mà đối thủ bám đuổi chỉ kém 5 điểm. Chính vì vậy mà một chiến thắng trước West Ham ở vòng đấu tới đây sẽ giúp họ củng cố lợi thế đang có hơn nữa còn là khẳng định đẳng cấp của mình trước đối thủ cùng thành phố. Tuy nhiên sẽ là không dễ để tin thầy trò huấn viên Thomas Tuchel có thể làm được điều đó bởi có một vấn đề là phong độ của họ thời gian vừa rồi đang có vấn đề. Đặc biệt đáng lưu ý khi cả ba trận thua từ đầu tháng 4 đến nay của họ đều diễn ra tại Stamford Bridge. Chính vì vậy mà trận đấu tới dù được chơi trên sân nhà nhưng đó không phải là yếu tố mang giá trị ủng hộ quá lớn. Về phía đối diện, West Ham lúc này cũng đang có những vấn đề về phong độ, điều khiến họ vẫn chưa tạo được lợi thế trong cuộc chiến giành vé dự cúp châu Âu. Cụ thể, bốn vòng đấu gần đây họ chỉ giành được một chiến thắng, còn lại để thua tới hai và chỉ hòa một. Riêng trên sân khách, tình hình còn tệ hơn khi mà năm vòng gần nhất thầy trò huấn viên David Moyes chỉ giành được một điểm. Với đặc điểm như vậy của đối thủ, lẽ ra Chelsea phải được đánh giá cao cho khả năng tạo ra khác biệt, nhưng không. Trên sàn giao dịch châu Á nhà cái lại không cho thấy quan điểm tương tự khi chỉ xếp đội chủ sân Stamford Bridge ở kèo chấp một hòa. Nên nếu ở lượt đi vừa rồi họ còn chấp tới 3 phần trên sân của West Ham. Vậy mà tới đây được chơi trên sân nhà mà chỉ chấp như vậy là không tương xứng. Chính vì lẽ đó mà vẫn còn nhiều nghi ngờ cho khả năng vượt qua thử thách của thầy trò huấn viên Thomas Tuchel ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng, xu hướng cởi mở đã thường xuyên xuất hiện ở những lần gặp nhau gần đây của hai đội, lại thêm việc có nhiều pha lập công trong các trận đấu của họ thời gian qua. Rõ ràng là kỳ vọng vào một kịch bản tương bừng ở cuộc đội sức sắp tới là rất cao. Tuy nhiên trong bối cảnh ấy, mức kèo 2 1 phần 2 mà nhà cái đưa ra trên thị trường đã có vẻ như chưa đáp ứng được sự trông đợi. Vậy nên mốc dưới được xem như lựa chọn an toàn hơn. Trong một diễn biến khác, cuộc đội sức giữa Liverpool và Everton cũng nằm trong số các trận đấu đá chú ý ở vòng này của bóng đá Anh. Ngoài tính chất căng thẳng của trận bi vùng Merseyside, ở hiện tại việc cả hai đều đang có những mục tiêu riêng cần hướng tới đã làm càng tăng thêm sự hấp dẫn của trận đấu. Cụ thể lúc này với 76 điểm sau 32 trận, Liverpool đang trong cuộc đua vô địch cùng Man City khi đứng thứ hai với chỉ một điểm ít hơn. Trái lại Everton đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng khi đứng tận vị trí thứ 17 với chỉ 29 điểm sau 31 vòng đấu, ngay trên nhóm cầm đèn đỏ với chỉ một điểm nhiều hơn. Cùng với tình thế như này có thể hiểu đâu là cái tên được trông đợi hơn ở cuộc đội sức sắp tới. Cụ thể ở đây chính là Liverpool với phong độ ổn định để hiện tại có mặt ở nhóm đua tranh vô địch nên biết rằng ở 13 vòng đấu gần đây họ đã bất bại trong đó có tới 11 chiến thắng. Điều đáng nói hơn khi đây là giai đoạn mà lữ đoàn đỏ cũng phải chia sức cho nhiều mặt trận khác và ở đâu họ cũng đạt kết quả như kỳ vọng. Điều đó càng củng cố niềm tin và sự ổn định của đội bóng này. Đã thế ở trận đấu tới họ còn được chơi tại Anfield mà cả 11 vòng đấu gần nhất đều giành điểm tối đa, vì vậy mà niềm tin cho 3 điểm ở lại với lữ đoàn đỏ là rất lớn. Và điều đó càng được củng cố khi nhìn sang phía đối diện Everton đã có màn trình diễn không thể thuyết phục được như họ, đặc biệt là với những gì đã diễn ra trên sân khách cụ thể ở 11 chuyến sân nhà gần nhất chỉ giành được vỏn vẹn một điểm. Chính vì vậy mà niềm tin cho thầy trò huấn luyện Frank Lampard là gần như không có ở trận đấu tới đây, và trái lại là hy vọng tăng lên cho đội chủ nhà. Trên sàn giao dịch châu Á nhà cái cũng thể hiện quan điểm tương tự khi xếp giờ cốp chấp tới hai hòa, mức cao nhất từ trước đến nay khi tiếp đón giờ Toffee. Chính vì những đặc điểm như thế đội chủ sân Anfield xứng đáng là cái tên để trông đợi ở trận đấu tới. Trên vương diện tổng bàn thắng, tuy mang tính chất căng thẳng của trận derby vùng Merseyside, thế nhưng với xu hướng chơi cởi mở cùng quyết tâm chiến thắng cao từ cả hai phía, hoàn toàn có thể trông đợi vào một kịch bản tương bừng hơn. Trên thị trường mức kèo 3 1 phần 4 mà nhà cái đưa ra cũng được đánh giá là khá cao với đặc điểm của trận đấu, vậy nên mốc trên được xem là lựa chọn trong hoàn cảnh này chốt kèo trực tiếp trước giờ bóng lăn truy cập aigon1.net